Đâu mà những lời trong đủ gì tém heo tém bò tém trụ. Nhưng mà sao không nghe mùi vậy ta? Tao tin tại xuống gì chứ. Làm gì? Đời nó tao tin mày đừng có nói gì nữa hết. Đồ mới tao uống nãy giờ mới tao rồi. Thiệt rồi. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình là Nguyễn Lên. Suốt đang có một ngày mới học tập và làm việc thật là vui vẻ nha. Nói chung hiện tại là mình mới chạy về nhà của mình, em học sớm cho mình ở nhà tiếng mình lách. Và mình có mình lại nghĩ ra một cái màn trôi muốn trôi cái team của mình. Anh em hiện tại là Phúc với Tiếng Một Lách với anh Hòa đang ở nhà. Tiếng Một Lách bên trong á, mình đã chạy về nhà để mà lái máy quay và bắt đầu thực hiện cái màn trôi này. Cái màn trôi này là hôm nay mình sẽ trôi team mình, đó là mình sẽ cho team mình uống nước sông nha anh em. Nói chung là mình sẽ đi lấy nước sông và sau đó rồi mình đi mua chanh, mua đường, mua muối để mình làm nước chanh để đãi team mình uống. Và sau khi mà team mình uống xong mình sẽ cho team mình xem cái đoạn clip và xem thử phản ứng của team mình sẽ như thế nào khi mà bị mình trôi cho uống nước sông nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi chạy ra ngoài sông để mà múc nước. Và anh em muốn biết clip này như thế nào thì hãy theo trong mình cái clip này nha, để xem thử phản ứng của team mình sẽ như thế nào khi mà bị mình chơi cả team uống nước sông nha. Ok, let's go. Giờ mình sẽ bắt đầu đi. Ok em, nói chung là đã tới con sông ở chỗ mình rồi em. Bây giờ mình sẽ ra ngoài sông để mà lượm nước nha. Ok. Đây này, bây giờ mình sẽ lấy nước nha. Ok anh em, đây là nước sông của mình đây nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu quay dìa thực hiện cái màn trôi nha anh em. Ok anh em, nói chung là bây giờ mình sẽ vào tiệm tạp hóa để mà mua chanh với đường đó về làm nước chanh anh em. Đấy. Đây nha em, mình mới mua ở đây. Bây giờ mình sẽ chạy về nhà. Ok anh em, mình mới về tới nhà của Tiếng Một Lách rồi anh em. Bây giờ mình sẽ vào nhà của Tiếng Một Lách và bắt đầu đặt cái quay lén và bắt đầu thực hiện màn trôi nha anh em. Anh em, bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nước chanh nha anh em. Ok anh em, nói chung là mình đã làm xong cái can nước chanh nước sông này rồi nha anh em. Bây giờ mình sẽ lên lấy con rùa này lén đặt một cái quay và cái đều sau đó bưng nước chanh này và cùng anh em cùng xem cái cảm nhận của team mình nha. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Anh em uống nước chanh này. Đây là nước chanh được uống mà có đường đây. Là uống nước chanh là nó bắt này rồi đấy, nó nực mà. Lấy cho cái ly vậy? Đánh chứ mày lấy bè cái ly, uống nước mày lấy bè ly mà đánh gì vậy chứ? Có ăn uống ly không? Nước là ngon. Nước càng tím nữa. Ngồi chưa? Anh Hồi này, Hồi uống anh Hồi. Cho anh Hồi nói cũng không kìa. Tiền người ơi, thiếu người cái quá nhiều, uống chuyện. Anh Hồi đó nhốt á. Cành mỏng mày. Cũng chắc là đi làm mày. Kiếm làm á, tìm làm á chứ ai mà làm. Không, không có con này đâu. Con này. Để uống chanh chứ. Nước chanh ngon ăn rồi. Dứa uống chưa được luôn em. Đang không ngọt xíu, không ngọt chua chua cũng ngon ạ. Đấy. Mày không được. Tao mà, nếu làm nãy tao tới hai cái chanh kìa. Uống ngọt tí chua ít thôi, đừng nửa chua quá, chua nó vô đấy. Giải là chua nè anh. Vừa thôi, dễ được đó. Giải là ngọt, em nãy em nặng nhiều chanh lắm mà. Tí anh được giật mẹ em rồi, tí anh xuống chỗ cầu cây góp như nè. Không anh, vào cầu em luôn. Còn bé à, dạ, chồng phụ đó. Ngon sao uống dữ mà anh. Anh vào chứ. Chứ chua là ngon. Gì Phúc? Trời mẹ. Không ảo rồi. Làm con ngon mà. Ngọt biết trâu gì hết. Còn canh bằng tay. Còn tay là uống nước ngon là sao uống nhiều anh rồi. Chuột nước. Nước rồi. Uống dữ anh? Ừ. Thèm quá. Cho tự muốn cái nồi này thèm tiếng không chứ? Rồi rót nhiều. Uống đỡ người ta uống cho uống gì mà hết vậy? Còn mấy cảnh hổ này luôn. Sẽ có cái mối này mẹ. Bây giờ thì tiếng uống đó có thấy cái mùi vị nó lạ gì không? Ví dụ như tôi bưng cái can nước là dễ mà ông nghi ngờ tôi làm nhiều nè. Nó uống mùa hàng đấy Phúc bình thường mà đúng rồi. Ví dụ như là anh thấy là tự nhiên lâu tự nhiên bưng cái chanh lên mà anh thấy nghi nghi rồi nè là nó uống sao ai biết uống có đâu bình thường mà nước chanh ngon mà ngon đấy thế là anh hỏi rồi tới đây rồi cho em coi clip này vui đấy tới đây tiếp clip gì clip này chiều tôi quay được đây hỏi coi vui đấy cắn quá đưa hỏi coi ai câu không giờ đi mà uống nước cái này rồi xong rồi. Cái gì vậy? Nhìn mày. Đây. Tại sao nước xong rồi sao? Hả? Rồi mày nói không thấy là nước uống sao vậy? Mày uống nước xong gì làm vậy? Uống xong rồi mày. Uống xong rồi vậy? Dặn chưa thấy động nó theo mình uống sao? Ừ. Uống là chuyện bình thường uống nhiều lần nữa. Đậu ơi, uống sao mà biết chứ cái đầu. Tao tinh vậy rồi. Tao như vậy canh nước đâu còn đâu canh nó làm nước đâu cũng lo gì nước khô mà. Nước khô có đâu. Không nghe mùi đâu ta. Đây là nước trong ấy. Ấy là nước trong á. Cái đổ xong dịch đổ tém heo tém đổ mày uống mày. Cái mớ ở đâu? Nước trong rồi cùng nhau. Trong cho cái lên. Cái kia đó. Cái kia làm cái thằng chanh vô làm đâu mà uống. Cái đổ đấy mà đường cố vô đủ còn đây à. Lên nó giả bộ á bẻ mày tinh. Nước chanh gì mà nãy giờ tao uống mấy ly rồi thấy mình tôi giả bộ tôi làm chó ấy là mình có ở đâu mà ăn dưới lên trong đủ gì tém heo tém bò tém trụ nhưng mà sao không nghe mùi dở ta tao tinh tại xuống gì chút làm gì rồi nên nó tao tinh mày đừng có nói gì nữa hết đủ mấy tao uống nãy giờ mấy tao rồi cái đồ thiệt lên dạ để em làm cái xong muốn á đồ làm dở á cái giỡn đâu đây giờ lúc mày cũng đâu chạy tìm mình nó chạy hết anh em lên xuống coi thử wow gì mày gì vậy ông mới làm gì đồ mày không tính mấy còn tiếng đâu còn tiếng gì anh Hoa cái gì vậy có đâu có bán gì cái tép ở chỗ đó không nghêu không phục không đồ tiếng không trốn chết thôi đi coi thế sao tiếng ông nói bình thường mà ông nói tôi phấn mà làm gì mới vậy thiệt á ừ uống tao thấy gì hết mà không thấy ở cái đâu thì nước trong rồi tao nặng chanh nhiều mà có mùi vị đâu còn này muốn mày có đâu anh ngày trưa mình tém xong mấy tém xong là khác đây ui anh uống dùng mẹ uống 2 ly liền ngày trưa mình tém xong mấy phút mà làm luôn kia tép tép cái gì vậy có đâu chị nói cửa anh 3 giờ theo bụng 3 giờ dịp tém bò tém người ta đổ người ta cho heo cho bò cho cầm những lúc tém là im ngủ cho nên muốn em ác cái dừa đi em anh nó uống mẹn đi bây giờ le chửi em ấy ấy là vậy anh rồi ấy là em thấy không đâu có việc tém vào đâu rồi mà cái lúc em chưa ai múc lại ta tém rồi lúc chiều dùng ta sẽ vô sống mà em ai cho việc tém coi mày Phúc rồi hồi nãy mày có mưa không Phúc mưa đồ chiếu rồi nước là mưa gì còn tiếng coi tiếng rồi tiếng mà nãy lấy dép quấn mày cừ cừ mà sao giờ buồn nhanh thế tiếng uống bia lên anh em xong vô ôm mày uống mày tao bây giờ ăn từ ngày mai là đậu mày cút mày Vâng. Ấy, nhảy nhẹ nó à? Em tin, anh nào tin mũ trong ấy, ít là thiệt không nhờ? Thiệt mà ấy là ngày trưa mình tắm xong tắm đồ mình uống nước có sao đâu. Thì cái nước trong mà nhỉ trời cho anh. Tao nói giỡn với em lỡ anh Hòa đừng có giận em nha. Nói chung mình nước... lỡ rồi, giờ uống ngày nay là chửi em ấy. Sao? Giờ uống nào thâu chứ sao giờ? Ấy là không có đeo bụng đâu, nước xong mình tắm. Tao đi giờ biết. Tao gì biết ơi. Tiếc. Ấy là sao không? Ấy là lỡ thôi anh ông xin lỗi coi như anh em giỡn chút vậy. Chuyện đang lỡ đâu. Mẹ nước xong thiệt hay. Nước xong hả? Không một tí. Cái gì vậy? Lùi trước kia tôi giết mày. Em nói chung là nãy giờ mình chỉ giỡn với team mình xíu thôi mà team mình ấy là cái đơn Hòa ấy là em lỡ giờ nói chung em cũng xin lỗi cả team nha, em lỡ thôi. Lát giờ không có cho mấy cái trò mà múc nước mà để uống hả? Giếng uống được, đủ mới uống xong. Nói chung là chuyện nó không lỡ đâu. Nói chung là cũng bình thường, nhỏ mình tắm xong cái hồ uống nhiều rồi. Dạ em cũng nghĩ là đơn giản tại vì hồi nhỏ mình tắm xong em uống luôn mà. Quan trọng là anh Hòa đèo, Hòa nhỏ giờ tắm xong đâu. À, ý anh Hòa tắm mưa không à? Tắm mưa không à? Ngày xưa em tắm mưa, tắm xong rồi em uống bình thường à. Tại vì em nghĩ vậy. Chưa hay uống lắm hả? Chưa tắm bao rồi uống luôn á. Bây giờ còn cách tao ráng uống nước này cũng được, tao lên tao ái rồi nó đá là chắc cái độ uống gì uống rồi. Trong mình trôi tim mình cho vui thôi chứ nước sông thì ai mà trẻ uống. Ngày xưa tắm hồi nhỏ mình tắm mình uống hoài, mình anh mình tắm luôn phút luôn đó. Con mình không có đẹp trong cái tắm luôn là đẹp. Thôi nói chung là mình cũng vui thôi, không có gì quá đáng nha. Nói chung anh em bỏ lỗi, bỏ thay lỗi cho mình nha. Không lừa lỗi đâu, tao đeo một lần. Rồi nếu mình kết thúc clip ở đây, nếu anh em thấy video này vui thú vị thì đỡ lại cho mình một like. Nó không vui anh em ơi. Chút nào. Thôi ba kể cho em. Mình thấy vui. Uống được xong làm được chanh đúng không? Phát triển. Ba anh Hòa, ba anh sẽ tạm biệt rồi chứ. Rồi em là clip. Nào 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 tốt đế rồi cái tủ nó tí rồi tin nữa. Đế rồi tin luôn tao.